gì với tất cả đó. Tất cả cái ngói này mình có hết, ngói giống gì, ngói nào cũng có, tấm lợp nào cũng có, chuyên gia các loại. Từ khu này vào trung tâm là bao nhiêu phút ta? 15 phút, 20 phút. Vào trung tâm Hào Hoàn Kiếm thì phải hàng tiếng. Trung tâm chỉ đến gọi là đầu trung tâm thôi. Bixi với chiếc ở chỗ là ngoài đai ba. Đúng một xu hướng thì từ biệt thự phía ra ngoài cũng quen là đúng. Đây không quen đây thì nè. Chứ còn biệt thự đây, tòa nhà cán bộ ngân hàng. Biệt thự ở trung tâm thì kẹt xe của người ta.